Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Khương Dừa đang có mặt ở xã ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Còn xã gì thì Khương Dừa không biết, tại vì đi một đoạn khá xa từ nhà của Tuyên qua đây. Dạ. Xã Phú Điền ha. Xã Phú Điền nha bà con cô bác. Dạ bây giờ thì sau khi mà mấy anh em Khương Dừa đi thăm lập rắn rồi thì bé Tuyên nó dẫn Khương Dừa đi qua đây để bắt mấy con trai đó. Ở đây nhiều lắm nha bà con cô bác. Mỗi ngày thì Tuyên hay qua đây để bắt về cho mấy đứa con nó ăn đó. Cảnh đẹp quá bà con bác, mênh mông luôn, mênh mông bắt ngát luôn. Đây cũng đang ta đang làm mùa lúa nè, đang làm lúa. Tính ra ở đây cũng dễ sinh sống quá chứ, bắt con này con kia, đi ra đồng bắt con này con kia hái rau. Lâu lắm rồi mới được đi như vậy, mê không? Có không mấy bạn ơi, có không bác Nam? Rồi chạy xe vô tới trong đây luôn bà con bác. Sâu luôn hả bác? Sâu luôn hả con? Dạ, là hợp xuống mò luôn hả con? Trời ơi, Tuyên nó mò luôn kìa. Thường ngày qua đây mò hả Tuyên? Nhiều không? Nước lớn quá à. Đây là cánh đồng hả, mới ngập cái đồng hả, cái sông hả, cái ao, cái đường mương ha. Đâu đâu đây hả? Ồ dạ dạ đây nè. Ủa bự vậy hả, mập vậy trời. Xuống bắt đi, xuống bắt đi con. Kìa cổng không xuống bắt à. Có lột đồng hồ bác hả? Không có sao, đồng hồ xịn không có vô nước. Rồi xuống bắt coi. Có không, có không? Có không bác? Phải lặn xuống bắt được. Biết rồi. Chơi khỏi lặn. Không lặn à. Ồ. Có không bác? Có rồi, không lặn xuống nổi rồi. Nổi nè, nó không chìm xuống bác. Nổi cái đít lên. Nổi đít lên. Xuống đi, xuống đi. Xuống đi con. Xuống xuống luôn con. Biết biết bơi không? Trời ơi bự gì hả bác? Đã vậy. Ồ dễ sống quá ha. Rồi để Khương Dừa xuống, Khương Dừa bắt nha bà con cô bác. Ồ phải lặn nha. Lặn kia Tuyên. Tuyên nó cũng mấy. Này giống mùa nước nổi rồi ta. Dạ. Nhỏ quá bỏ cho nó sống đi bác. Dạ. Giống mùa nước nổi rồi ha. Vậy giờ lội xuống ha. Dạ. Có áo có quần không? Dạ có. Đành xuống đây. Phải cười. Rồi đây đây đây. Để coi coi anh. Coi anh đạp đạp nó cộm cộm ra nó. Trời ơi, cái này dễ mà. Dạ chút. Đây. Cái này là con đúng hệ luôn đó. Cương hay dưới trời. Trời ơi, đi bằng chân thôi là mắt. Ủa? Cái này là đồng của ai vậy bác? Đó. Cái này đồng thiên nhiên hả? Ai muốn bắt là bán hả? Cái này bà bán được nhiêu ký bác? À tôi biết. Cứ bắt về ăn thôi hả bác? Để con bắt về Sài Gòn con bán thôi. Ủa này chắc nó bắt nhiều quá nó hết rồi. Ở ngoài này sâu à, có à, mà sâu quá. Không, ngoài đó như thả trong đây mà. Trâu à. Không có sao, bữa con đi rồi. Ở đây coi. Ở ngoài đó mới nhiều á. Qua đây đất non nè. Có đẻ không bác? Không.
Ừ, anh đến lội rồi. Mình tẩm tẩm lại, mình bắt gần gần, mình quay clip cho được. Xa quá đâu thấy đường. Ủa sao không có nhiều bác? Ở ngoài rồi chắc không có trong bờ bờ. Ở trong bờ á, sâu quá không thấy đâu. Sâu quá không ở. Cứ dạy dạy qua kia coi tiếp. Chỗ nào nhiều? Cặp cặp bờ cạn cạn á. Cặp cặp cạn á, tí sâu không có đâu. Đây. Đây. Hay không á? Này cũng, cỡ, cũng, 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 cũng như bắt chân chân cờ thôi vậy. Nhưng mà cái này phải ra cái giò. Ồ cái này phải phải kiếm một cái bếp bếp á. Ờ cái bếp á. Bếp nữa luộc luộc ăn tại chỗ cát mà. Hả? Dính cát nhiều bác? Không biết. Luộc ăn tại chỗ có cát à. Cát không ạ? Vậy cái này phải đem về Sài Gòn rộng rồi đem Sài Gòn luộc ăn mới được. Ừ. Không cái này là con chân chân cờ. Bắt được cát ra lụm lụm cát. Đây. Ôi đã ghê quá tuyệt vời. Nè bà cô bác thích không? Không lấy thao à? Cái này không có thao, không có thao hả cô? Quên lấy thao. Ồ cái nhỏ nhỏ gì nhóc luôn nè. Cái nhỏ nhỏ gì là nhiều lắm bà con bác. Ê, à, nhỏ bác không? Chim chép. Bác có giục đi. Chim chép. Ủa con hớn. Ủa cái con này bự lắm mà nó chết rồi nè. Dằn bên kia. Tay luôn rồi. Nè nó có con kia bự. Nó có con kia bự mà sâu lắm. Đâu bự nào bự đâu. Sâu đâu bự mình đi nó cũng cỡ vậy. Nó đâu đâu. Đâu đi qua đó bác ơi. Đây đang đi thêm quay mọi người nè. Hay là mai lội xuống mai. Mai lội chắc lúc đầu quá. Mai có cái lưới nữa đó. Rồi bây giờ mà là con của bác hãy cùng Khương Dừa đi qua lên là coi bác nè. Ủa cái nhà của người ta bị ngập luôn kìa. Đi đường mà mẹ đi đi theo đường này nè. Có bờ đi ha em? Có không có sao đâu. Đây là khẳng hiệu à. Đây kiếm cái bờ cho đi. Đây là cái bờ ở đây nè. Có bờ đâu đi ra đây Mai ơi. Ra đây quay nè. Có cái bờ nè. Nè chị đi ra dắt vô đi. Bà đi bụt có chữ đó ra mày. Bà đi bụt có chữ nè. Em thường đi bắt vậy hả Linh? Không lâu lâu mới đi à, bữa đi với chị Tiên á. Vậy hả? Đảo quá, cảnh này đẹp quá ha. Mẹ bỏ đi hỏi vô bọc đi. Thích quá trời. Đây bác. Bác lặn rồi. Có không bác? Tính ra nãy giờ con bắt nhiều không bác đó. Nhỏ nhỏ nhỏ. Trời ơi, mặt trời đẹp kìa. Mặt trời đẹp kìa. Mai không biết bơi á. Đây, đây giờ đi ra đi. Kéo cái đàm cột cái làm này. Người ta chưa có người yêu luôn đó. Không sao đâu. Ngồi ướt không cho lên xe nha. Cứ đi thẳng thôi phải không? Đi thẳng cứ đi theo cái. Trời ơi, cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Cái này mà đổi lại là mai mà có một anh mà dẫn đi vậy thì thôi quá tuyệt vời luôn, đẹp quá cái bờ nè. Ồ nó rộng lắm mà đẹp quá. Rộng không bờ này rộng chị. Anh đi qua đây nè. Qua đây gom qua đây bắt đi, kêu kêu mấy bạn qua đây gom qua đây á. Trời ơi gùng quá gùng mà. Có sợ không? Ở đây giờ ấy không thấy đường. Không thấy đường. Đây đây giống mùa nước nổi ha. Ờ cảm giác như mùa nước nổi bà con bác. Ở đây không có con gì trên trời. Bên đó cứng cứng mới có. Đây đằng kia cái cục đá. Đâu mới có. Trời trời trời. Con đĩa nó đâu? Có đĩa đâu? Con đĩa nó đâu? Nè. Ơi ông. Con ống nó đu lên mình luôn rồi. Đây ha, đây được rồi ha. Chú ơi vô tới đây. Cô không biết đến khúc nào nữa là hồi chị biết đường ra. Mà trước đó. Con nào không ba? Rồi con. Không bên kia mới nhiều bự kìa. Bên đâu? Bên đâu em dẫn qua đây rồi cái nhà này của ai vậy? Rồi. Cái nhà này của ai vậy bác? Hả? Ai biết không? Nhà này ta làm gì đây? Rồi, để em cá nữa, hồi đó, tôi mấy nha. Trời ơi. Qua bên đây coi. Qua đâu bác? Sao á?
Qua đâu bác ơi? Đây chừng sập nha. Đứng chỗ à. Đứng chỗ. Qua đâu bác? Nè, đi theo nè, đi theo nè. Đi theo ra đây là miếng đất. Đi theo là đường mò mò nè. Đây là đất. Đi qua đường bên kia mới được. Đường nào đi đường đây được mà. Nè đất nè. Dạ con ngồi xuống. Đây đất không sao. Cái ruộng. Đâu bác, đâu bác? Đi tùm lum bắt không có gì chưa? Bên đó có. Bắt qua đâu? Giờ bắt đâu nè? Đó, đó qua đây phải không? Sao kia anh kia qua luôn đây? Đi thẳng đây là mai không sao. Rồi tới đây được rồi. Tới đây được rồi. Tới đây vẫn còn không sao nữa, đi ruộng mà. Ừ, thôi đó. Đây đó. Anh kêu chị đứng trên bờ đi, đừng xuống đó sâu lắm á. Nó lúng quá nha. Tôi vừa xuống đây à. Tới đây được rồi nè. Giờ chỉ đi qua cái cây bên đây đứng nè. Đây thẳng. Giờ cứ đi thẳng không? Thẳng qua bên chỗ anh đúng không? Ờ, bờ. Xuống nước đây đi có sâu đâu. Bên kia đi qua kìa. Cái chỗ đó mày là cái nền đó. Còn chỗ này là cái chủ đó. Mày đi luôn. Không có gì bác. Bây đi nó ẻo cái nó té. Hãy nãy bên kia con còn bắt dính á. Đây nha, con đi đây này sụp nha. Đây. Giò đây có ai đậu không? Rồi sao? Rồi đây không? Rồi tới đây bờ nè. Tới đây bờ nè. Đi qua đường này dễ đi nè. Đi đường này cũng đi. Phòng đất kia là chị. Đừng có ra nữa nha. Rồi tới đây thôi nha. Rồi ra đây bờ nè. Ok. Đi sâu à? Ui đây lạnh nha. Sâu. Đây cái mực nước lạnh kia nè. Ui có cái cây. Ủa đây nước lạnh kìa bác. Ủa phải ra xa nữa. Wow nước lạnh ghê. Tao bắt bằng hai cái giò. Tao kẹp hai cái giò tao bay luôn à. Khỏi rồi. Ủa đây sâu lắm. Anh đi không tới. Đây có cái cây. Kẹp cái giò. Ủa mày nhảy cái giò đó mà. Sợp à. Cái chỗ này nè. Khỏi cái lạnh chứ. Cái chỗ này là lạnh rồi, chỗ kia không con là... Ê, cầm đi út. Lặn xuống. Nó không biết lặn. Không biết lặn hả? Đâu cái chân em đâu? Đây hả? Xuống. Thấy hả? Đây lặn chưa? Có con chị. Đó đi. Đâu? Có thấy con nào đâu bác? Mẹ em rồi. Dính đâu? Không trúng. Dính chưa? Chưa. Bà là gì? Gì? Nó nằm dưới đất đâu cơ? Đây. Người kia nó chơi đi. Đi qua kia đi. Qua kia. Đây. Con bữa mình bắt con bự ha. Ừ. Ôi trời ơi, chết cổ rồi. Đây. Em không dặn hú được luôn á. Đây. Con đi xác về đây nó không? Con này đất rồi, chết rồi. Sâu dữ vậy? Sâu lắm. Bữa không có sâu, nó nổi gì luôn á. Nước đâu, nước thủy điện vô hả? Nước ngay cái cầu này. Đập hả? Lạnh ghê á. Có không bác? Dính cho lắc. Dính cho lắc. Dính cho lắc. Cái này mẹ. Có cái gì đẹp ghê. Nổi lạnh gì mà nổi. Nổi cái mông lên kìa trời. Đâu rồi có đồ đựng không? Đứng là tôi đứng đây coi. Trời ơi. Sao quá không được. Thôi qua con bé đây coi. Sâu quá không có lặn nổi đâu. Sâu quá coi chừng đó. Đây đây cô cầm cho. Rồi, có ướt cái gì không? Điện thoại đâu. Hai điện thoại bỏ trên hết rồi. Qua bên bờ đi. Sâu lắm con. Đừng xuống con sâu lắm á. Nè. Đây bờ nè. Đây bờ nè. Rồi anh đi đi thôi nè. Đây cái bờ. Bờ rất là rộng luôn. Đừng có đi qua mé đây. Nè. Đây ngóc nè.
Rồi ở đây, đây sâu nè. Rồi đến thương 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 con. Đây nó cứng quá rồi. Đây nó cứng quá không con? Cái bờ gạt tới đây luôn nè. Cái bờ đó nè. Ở đây là chuột á. Đây đây, có chuột đó. Đây đây, thẳng qua đây. Đây có bác bắt nè. Cái khu này có nè. Đây. Có chừng ghe mò mò từ từ. Khu này có không bác? Ô đây nè. Khu này có. Quá trời, quá trời luôn rồi. Mà nó có hai loại hả bác? Nó hai cái, hai loại. Cái loại này nó nhỏ hơn. Thôi mày, cái giống như nhỏ, giống dạ. Như khác. Dạ. Cái này phải có thao mới được. Đấy không ba? Cái này khó mò, nó đi chân thôi. Mò mà lặn không nổi đâu. Lặn hoài không nổi. Con thấy bên kia có lý hơn à? Đây có bự. Sao không? Đây, con này con làm không kịp. Đây. Đây. Đây lên lia lịa luôn kìa. Sao không đi qua bản đi. Ủa? Ai bác? Con Giang Bi đi đi. Chỗ đó cả nè. Ai phải lên lia lịa bác? Có anh tới kìa. Nè. Đất không? Nó chết rồi. Đâu? Tới đâu? Ừ mình đi qua đây chứ xa xa vậy. Trời ơi. Ờ. Qua anh tới đi, con thấy bên kia có. Tại đúng cái đường mương của nó. Đây. Rồi anh đứng vậy anh đi đi. Để quay cho, quay cho. Đi cho an toàn. Rồi quay quay quay. Đi vô. Rồi đứt đứt chân luôn nha. Đi thẳng luôn. Ồ đứt chân rồi. Đẹp quá. Dìu 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 mai vô mạnh đi Tuyên. Ôi đẹp kìa. Ô quá trời đẹp. Quá trình đây cả đẹp tuyệt vời. Cái này bắt mỗi ngày được khoảng nhiều nhất khoảng nhiêu ký lên? Mỗi mình bắt nhiêu? Cần chục à. Chục ký luôn hả? Dạ. Hai chị em hả? Dạ thôi bác ơi. Đó bu vàng không? Rồi nó đứt chân rồi. Bu vàng, ổ bu đen bác quá. Ôi cảnh đẹp quá. Cái giỏng. Rồi. Trời ơi. Ở trên đây cái đây chỗ này là đá không à? Ồ đẹp. Mò rồi vào đường hả? Được cho mấy mò. Cho mấy mò đường. Bắt luôn con không? Ở đây cái bờ bờ này cái nè cái nè cái bờ rộng cái đó cái đây. À. Cái này giống như là cái ao cái đường mương á, cái đường mương nó có cá. Bữa bờ màu đá luôn rồi. Nên nước này lớn lắm hả? Dạ. Bữa màu được. Wow. Quá đẹp luôn. Ôi ôi ôi. Đây. Ô. Oh. Chú đang quay phim. Chú má mày nha. Má mày là cô ta. Cô tao á. Vô. Ôi có nè. Nè. Wow. Anh chị em đi vô bắt được luôn kìa cha. Hai chị em mình. Tuyệt vời không? Sao? Mày. Mày đi giống như cái bà già. Giống như mấy ông thầy bói. Ô nhiều lắm. Đây bà con bác. Nước cho lộ rồi. Ô no no no. Đi qua hút một con rồi. Quay lại. Con này hơi nhỏ. Con ốc. Yeah.
Có không con trai? Bự ghê. Con tên gì con trai? Con tên gì ạ? Con tên gì kìa? Chú hỏi tên gì kìa? Con tên Tài. Tài. Tên bắt quá trời. Tới bắt nhiều lắm hả? Đây. Bắt quá trời lắm. Giờ mai quay giùm. Tại chỗ nó sâu lắm mấy con. Đây. Rồi mé đi. Chỗ nó sâu lắm á, hôm qua tôi đứng thụt luôn á. Nào mà em thường qua đây bắt không? Em bữa em đi lần tiên. Bữa em đâu biết chỗ đâu chưa, nó vẫn em đi. Qua này lần thứ hai hả? Dạ. Nó bự nè. Cái này về coi luộc lấy cái đầu đó ra, chấm với cơm mẻ. Vậy hả? Tuyệt vời luôn không? Dạ. Cái gì vậy? Biết bơi không ông? Ơi có chấm chép. Dưới chân. Bự không? Dạ. Có cái gì á? Cái gì? Mà phải dưới chân con á. Chân con đâu? Đây đây, hai con. Trời ơi. Cái vỏ chỗ. Trời ơi. Vỏ trai. Ủa. Nó chết rồi. Đủ cái gì đâu không? Mày đi bữa anh tới bắt được cái con mà cái chén ghê vậy. Bữa đi ăn nó bắt bự lắm. Bắt con bự nó đen còn lùi nó bự. Bây giờ rồi rớt xuống rồi. Đây cầm giùm anh cái đường. Xuống anh mò cái con này coi. Đâu rồi? Sâu quá. Nó vụt lên cái nó chạy ha. Trời. Nó trồi. Đây nè, thêm con nữa nè. Sống nè. Cái này chắc hai nó mấy hai nó mò. Hết thêm rồi. Nữa nè. Chứ bữa em tới đi trước thì em đi sâu quá trời luôn. Ừ. Cái thằng này. Có cái lưới dưới đây hay gì nè. Cái gì dưới rồi. Thấy không, cái cây trống nào kìa. Ôi. Hey. Tuyệt vời bà con quá. Hay quá. Cái này mò nó không có nhiều bằng chân chép với anh mà. Không chân chân cờ với anh nó nhiều hơn luôn á. Mà con này nó bự quá. Con cánh mồm. Ừ. Chân chân cờ. Mà con này đúng là tuyệt vời luôn, bự ghê. Con này nó bự. Đây. Con này nó bự quá trời. Nè, cầm giùm anh coi. Nè. Con này mới ăn cả nhà không hết được. Nó quá há rồi nè. Nó quá hạch rồi nè. Ghê. Hỏi con chân chéo. Con trai. Bác ơi. Đây đi chứ con bự. Con bự hết thầu luôn. Con này quá trời luôn á. Nè con. Nè nè. Cầm đi. Bỏ vô đổ, đẳng à. Bỏ. Bỏ xuống đi. Bỏ xuống đi. Nó đi. Chú gì? Chú gì chửi chú hả? Chửi chú cái gì? Giờ anh bé anh bắt cho Mai với cậu Tư. Nào. Wow. Mà nó sao có. Không biết bơi. Không biết bơi đâu nè. Không biết bơi hả? Dạ. Chúng nó đi. Chúng nó đi. Ôi. Chúng nó mới tài. Chúng nó tiên là lấy ra tôi. Coi tiên không biết. Coi tiên không biết mấy cây giùm tôi. Bữa sau thì gãy rồi. Dẹp nó xuống. Hai bà đó lặn mà. Lặn mà cái đít nè. Cái mông nó nổi lên. Từ từ lặn đấy đi. Cái sao con này nó bự. Để chị lấy giùm trai bự hơn. Hai bà nhoi quá. Hai bà bắt không được con gì chứ. Thơm nó bự tà bá rồi. Đâu chị? Dạ. Bà
Wow. Nè. Em coi coi. Con này ăn liền được nha. Là con này ăn liền được nè. Có ăn thử con này ăn liền chưa? Để con, để con. Đây nè. Sashimi hả? Ờ, con này ăn liền được nè. Đây nè, thử nha. Đây nè, cầm đi con. Nè nè, con này ăn được liền được, ngon lắm nè. Chết rồi. Cười cười quá. Hơi trễ rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Chọc quê. Chọc quê. Trời ơi, nhiều lắm. Trời ơi, nhiều quá đó. Một mình đây nè. Em phải biết lặng. Thôi thôi thôi, bắt vòng vòng đây kỹ đi, kỹ. Nè. Nhóc luôn nè. Không biết bơi không giúp cha. Thôi. Nhiều quá. Cái đặc tính là gì vậy đó? Đó. Đó. Đâu? Còn sống không? Còn sống không? Phải con nãy không? Được chứ. Nãy giờ bắt mấy con chết không à? Được con nhỏ với con bự nè. Bố bò về nhà mời mấy con chết mèo. Đắt không? Đi lát đặt chung mấy cái hàng cá lông kia. Đây nè. Con cá lông kia mà. Có, vừa anh tới bắt con mấy con. Ghê vậy. Nhà con không có hai con. Chết rồi. Gì vậy? Mấy chỗ này khó này mà. Cái này bán nhiêu ký em? Đâu em đâu có bán quà đâu. Bắt ăn thôi hả? Không biết ai mua đâu. Đi bán tao cũng mua. À đây có một con bự lắm nè chị Tiên. Em thấy nhiều người có. Đâu cái này ở trên thành phố khoảng 750.000 ký á. Vậy dạ? Mà không ai mua. Này, chưa à, bóc lên đã. Bóc lên nó trôi đi. Không có trôi, bấm. Hoàng này chiến lược đủ thứ. Bự nó chết queo nè. Đây. Còn sống. Sống rồi chết, sống mà hay gì mà, không đâu có mở được rồi đâu. Ở đây còn con nữa nè, sao lại cái chân em rồi không mắc hay mắc cái ghê không? Đó là không. Ở gần gần đất cứng cứng này nó vô. Chân em nằm đâu mà? Thức lên. Thò cái chân lên. Thôi mình. Chưa được hả? Đây nè. Bắt được chưa? Cái vỏ. Cái chà, cái con cứng đá. Không tâm. Ừ cái cục đúng rồi, đúng rồi. Cái chưa. Được không? Bắt cho. Dạ, được được. Đây bắt được vô rồi coi. Nó chiên để nổi cái đít trên hầm. Trời ơi. Ghê. Coi kìa, nãy giờ bắt được nhiêu rồi cô? Nhiêu rồi. Wow. Coi đã. Con là nãy giờ bắt nửa đó rồi đó. Đi thì đặt con xuống nó nổi quá. Nó ngay cái thềm á, ngay cái thềm nó nhiều. Mày đừng có lo chị đi chứ. Ở đi trước, đi trước. Đi trước nó làm cho động nó ấy sùi lên cái nổi này mình sao mà. Nó nổi cái đít lên. Dính không? Không dính cái nổi cái đít lên. Chúng nó. Mấy con này nhóc luôn rồi. Này nhiều lắm nè. Mà nãy giờ chưa. Thấy thương vừa không bắt. Đâu? Giỏi. Wow. Giỏi ta. Giỏi à. Giỏi. Ô, con này nè, con này phải mồi nó lên. Chưa cưa lên ừ. Để nó vụt hả? Đây nè, con nè. Mồi xuống, nặng mò. Ôi, nhiều quá. Đây nữa nè. Lấy chân dẫn lên mà. Quá cho bằng được. Đâu rồi, nó mới vụt con luôn. Được nó không? Sao uổng quá. Nó mày gì nó. Cái này nó cắm sâu ở dưới đất các bà con ba. Nó cắm sâu mình phải nhờ lấy chân mình nhấn.
bữa nước nó sắp lắm, nó bắt đã luôn. Cái này mò ha, cái này mò là bắt nhiều lắm á, mò tay á. Hết nước cạn rồi, nó xuống nước là nó chết quá trời. Thấy đồ này hợp lý. Con móc. Ê, lấy cái chừng móc, móc con cài rồi nè. Có lượm được cái gì đó. Còn nhiều nào bà con á? Nói cho anh Phương lượm được. Có ủi ủi, lấy cái chừng ủi đất á. Đây 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 đây. Lượm ủi. Chút cho lượm ủi nè. Ủa sao mất tiêu quần vậy? Cái gì? Sao cái tụt cái quần mất tiêu vậy? Rồi lát sao vậy? Con rớt rồi. Lặn xuống. Đây. Ai lặn được đâu bắt được. Ở đây có con bự này thì con chắc chắc anh bị đâu á. Được không? Nên bắt nha. Nạp được chưa? À bắt bắt bắt. Ủa nhiều lắm luôn. Nó có mà. Quá trời luôn nè. Ồ bự bự không cả. Kìa. Tài ốc chính kìa. Ở đây con nữa nè. Chỗ mày có mà sâu. Ai da dính con này có nên đưa lên không? Hả? Con 5 kg. Đưa lên không? Thôi, cho thả nó đi ha. Thả nuôi cho nó lớn đi. Giờ nó còn nhỏ quá. Ở trên nó nhiều lắm á. Dạ. Mày biết mò nè. Tài dữ à. Tài giỏi luôn. Đây. Chị đi nó đạp chúng chị bắt trời luôn rồi. Chất màu, cái này ghê quá. Trong xi măng. Mẫu. Trong nước bể. Mấy con. Nó chịu vài con chị đi. Chó. Lên liều bà. Ba người đàn ông đắng mò cái gì mà. Ru rụ trời. Chớp, chớp. Một gâu chưa, một gâu chưa? Một gâu chưa? Này cầm hơi nước nó đục cái nó một gâu. Lừ luôn hè, chứ nãy hai ông nội này bắt đây có không kêu đi qua nụ bên kia. Cái chỗ này á phải đất nó vừa mềm vừa cứng á. Đi nó sắn ở trên đó đó. Dắt dính 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 đó chứ mềm quá cũng không có nữa. Đang định móc lên xong chỉ đá thì đâu không à. Cái miếng ống ha. Đây nè. Phút này mới bắt hết rồi sao. Chỗ này có sâu à. Có không bác? Có sâu. Tới bắt được quá trời luôn rồi nè. Để khi ra nè. Nó phải là cái chỗ mà tiếp giáp giữa bờ với lại đáy sông. Nó sẽ có nhiều. Cái này bờ cũng vừa đó như nhớ về nhà của bạn Thái qua bên chỗ bằng Việt á. Trời ơi. Nó nổi trên bờ không? Lụm. Trong ao luôn con bác mà đó không nhiều quá anh ta không ăn nè đây nè ôi à. Ô đây lúc này hà chắc mấy nói chung bắt đi bắt lại vẫn có à không thể bắt hết được cái dấu chân đi mà thế nào nó cũng có biết phải bắt cách giò bắt làm cách nào rồi có không bác đây mà đè đi giò kia mà kéo lên. Tao kẹp hai cái giọt cái nó nổi mà phải chọt à. Nha. Cái chân gì kìa má. Ô sâu quá. Nó trượt á. Bây giờ. Rồi đi lại sắp tới ba người đàn ông là bà con bắt. Ba người đàn ông đây bắt dữ lắm. Ô con này mới dữ. Nè đọt không bác. Thỏ cái tay xuống thôi. Ui nữa nè. Ấy à. Ba.
định lại nó chui. Được rồi, vậy đúng rồi. Ai nữa nè? Đây. Ai con? Cái gì không? Diễn gì vậy? Sụp cái lỗ. Ở đâu có bác? Rồi, rồi. Ở đâu sâu con bác có bác? Ở đâu sâu có rồi bác? Còn còn thấy nó không kìa? Cái mà phải ngồi. Bóp. Bóp. Rồi lụm bà. Sao cười vô mặt chị Mai vậy? Cái sâu bên đây rồi. Có không bác? Ra ngoài. Sâu mà có không? Đâu không có. Sâu quá. Lặn không nổi. Sâu lắm đúng không? Đây biết bơi hết mặt. Bơi hả? Ở ngoài đây chứ không có. Đất mềm quá nó bị trôi nó đi nó không có dính. Nó không có nhiều. Nó phải gắm vô bờ bờ á. Nãy giờ mò mấy chỗ đất mềm nó không có. Có cá sấu không ba? Ừ. Có cá sấu không? Có chú. Có luôn hả? Có bây giờ không có. Chưa có bây giờ không có. Có cá sấu bắt cá sấu. Đây. Rồi sao bác? Để quay con đó bắt quản được. Qua đây. Bên này nè, chưa? Thấy chưa? Có gì bác? Nó bắt con gì vậy? Cầm cái này nó ổn rồi. Cầm nó nổi lên à. Có tác dụng nổi lên chứ không bắt được con gì á. Giờ con bác chia ra ngượng bên móc đất trời lộn không? Hả? Móc đất trời lộn. Hồi nhỏ hay móc đất trời lộn á. Trời trúng người ta cái hả họng cười cái người ta quất một cái vô họng. Đây. Ủa, con này chết hả? Nó quá mới lụm lên á. Vừa kẹp kẹp nó cái nó chật cái nó chạy cái tiêu ha. Nó tuột á. Ồ. Tới nó bắt hay quá ha. Siêu to siêu khổng lồ luôn. Đâu đâu. Ừ lên cái nữa. Đây nè. Thấy chưa? Ủa chứ còn lặn không được. Trời trời. Còn lặn không được anh trai. Sâu quá. Con lặn được hả? Dở vậy. Nè. Ai à, đây mà. Đâu đây lặn cho. Ủa? Tạp cái nó bể bà ơi. Vì cái chết rồi đó. Ủa? Mình mò hết cái khúc này mình lên ha. Dạ. Sao? Không chú. Giác đẩy nó hết rồi sao? Đây nè anh Hương. Anh ngồi anh lặng em bắt con này nè. Đây cái giò em. Giò thái em. Dạ. À, dạ. À. Cái này con con ấy. Ồ con đó mà mập kìa. Lòi thịt ra ngoài luôn à. Cái này có miếng chai là nguy hiểm lắm. Dạ. Xong rồi bác kéo một bình nước đi không bác? Không thấy con nào vậy? Đây.
con này muốn chết hay gì ta, con này ăn sống tại chỗ. Giật lên bờ đi để không biết bắt nó hoài. Nè. Lại lặn xuống á, bắt cho nó chắc á. Trời ốc. Ốc kìa. Trời ơi, cậu Tư kìa. Nhìn sợ. Này có ăn được không? Ủa, ốc đắng ngon á. Dạ. Nãy giờ nhiều lắm á. Nhưng mà nó nhỏ. Ốc nó còn nhỏ, bỏ xuống cho nó sống đi. Đừng để anh bà. Ôi, ốc đó. Ốc đó tuyệt vời á. Bác. Ông bác cũng té một bình cũng đi không. Đi bơi. Ừ. Lâu rồi không được tắm xong. Lát về bắt được thì mới được dùng, con bắt không được thì không có dùng nha bác. Chờ đó mà tưởng để cho mấy nhỏ bắt rồi về nó ăn á. Mày 60 tuổi mới tắm xong lại à. Vô đây lạnh lạnh ha. Trong này gió nước đuối nè. Trời ơi, này cũng bự lắm nè. Trời chết. Đây đây nè, chim chép ngọt. Ừ, cây chai. Cái này vàng hàng ngang đi tới tấm, nhưng mà lát đi lại cũng có nữa. Không, mình không bắt không có sao bắt hết được đâu. Nó vẫn sót hàng. Dạ. Đây có hàng chuột đồng. Có không? Bắt luôn. Đâu? Có chuột không? Có hàng thôi chứ. Có hàng mới đào. Nhập nước mình mới phải sống được. Trốn. Con này bự nè, bắt đi bắt đi. Giới thiệu bà con của bác đây, hoa lục bình. Rồi. Lục bình trên sông trôi về đâu con nước xuôi dòng. Chỉ đợi có vậy thôi à. Em nói anh ơi. Có bông lục bình. Nãy giờ đi khúc này không có ta. Khúc này chắc cơ gần quá ta bạn. Đây nè, cái này giờ mai kéo không rồi. Rồi được mai nó kinh thánh nổi rồi bà con quá. Giờ kéo luôn. Vô đó được mấy ký rồi bác? Cái này chắc 8 kg. Này, con này nè. Con này là ăn sống luôn. Đâu chút. Giờ kia nó ăn sống. Ăn bánh mì không à? Ăn bánh mì không mày? Ăn bánh mì không? Không. Mày ăn hỏi ăn không? Không. Làm cho ngộ bác ăn không? Con ăn không con? Không ăn chừng nè. Đây xin mời bà con bác dùng bánh mì. Bánh mì khép thịt. À. Tới giờ rồi đó. Ồ, bỏ thịt vô. Cho miếng chả luôn anh ơi. Chả luôn không? Ủa này ăn được luôn hả? Trời ơi. Nhỏ này thiệt chứ. Chấm với cá kho là nhất khách. Rồi cho miếng nước tương vô. Rồi. Bánh mì, bánh mì, bánh mì. Anh mà không cho nước tương vô thì em tưởng em ăn thử. Bà con ơi, 20 ngàn rồi. Mời luôn á. Anh không cho nước tương vô là em tưởng thiệt luôn á. Được mà, cái này ăn được mà. Thôi thôi, thấy nước tương rồi thấy sai. Nè. Được mà, cái bông á, bông nó chưa ăn được đâu. Nước này không sao đâu. Đó. Rất là ngọt luôn. Wow. Bác không bơi nữa á. Cái này không sao đâu, nước này nó không sao. Ồ, cái này chấm mắm mà đã ha. Vậy chứ mà ở dưới miền Tây mà cỡ anh tuổi anh rồi đó. Con đã bắt con được con bự hơn ốc rồi. Ôi ơi à, đây đây để anh lặn thôi. Con bác con bự nhất đám. Con này chắc bự nhất không, bự nhất đám luôn. Cái bánh mì đó là chỉ cỡ tuổi Thương Dừa rồi là ở miền Tây á là biết chơi cái trò bánh mì đó.
cấp trước mày có bán mì mà. Dạ. Đây nữa nè. Cô Pin Nam bánh mì đó. Đây luôn ta. Dạ. Đây nó đầm đầm đây. Hết chưa? Nãy giờ đi đây khúc này không có. Thằng kia đâu im ru rồi. Thằng kia chắc chờ đây bắt về ăn. Có, để bắt về lại trong bi lại á. Dạ. Ô, khoan. Con này mới gơi nè. Con này cũng được. Mình bự lắm. Cảm giác bự. Mình không bự. Trời tối rồi. Giờ chuẩn bị làm đồ ăn chứ. Chiều nay mình sẽ ăn gì? Chiều nay mình có nhiều món quá. Có con cá lăng, rồi có cái ốc đắng, rồi có rắn nấu gà. Dạ? Rắn nấu gà nữa. Bác nào là rắn nấu gà, con chỉ ăn gà thôi à. Nấu thuốc bắc. Không ăn rắn hả? Con lâu lâu con không ăn, là nhỏ xíu con ăn được. Không có gì thôi, vô nấu gà. Chắc là do không có ăn á. Nhưng mà hồi nhỏ con ăn là nướng á. Nướng nhìn nó khô nó. Nấu thuốc bắc này rồi. Vậy hả? Con nướng thuốc bắc. Hồi nhỏ là không biết rồi. Đúng rồi. Con nấu thuốc bắc rồi rắn ăn cái mềm. À với ra hồi đó à, Khương vừa nhớ là Khương vừa đi về bạn Thái An Giang. Con nướng. Con nướng ăn thử. Chứ rắn bực. Dạ rắn rắn đa rắn đồng. Ừ. Nướng. Nước. Cái chấm mình nè. Dạ. Bắt người đi quậy quá ha. Đi chơi ha. Đi tắm chung vậy chắc khi nào bị mấy đứa nít bự ơi. Bự khá luôn nè. À. Chơi chung với ơi, đây nè. Đã quá. Cái này mò đi mò lại nữa vẫn còn. Ba của Tuyên du tính lắm mà con. Ê. Ô, bắt con bự nha. Đây. Vẫn có nha. Con này đúng bự luôn. Nè mày. Hết rồi. Rồi. Thôi lên. Lên về còn ăn chứ. Đã quá. Dạ. Còn nữa coi, chán chín còn nữa coi. Đây. Ê dạ. Đây bà con quá. Cảm tết tết. Wow. Đầy quá. Rồi chết sổ đi. Nãy phải thi ha. Thi ai bắt nhiều. Đây. Anh bắt cũng nãy giờ cũng được. Chắc cũng không nhiều thì cũng ba. Ờ cái áo nó thành cái màu ruộng luôn à. Giờ lên đây mới lạnh nè. Ôi ôi, cái này giờ lên nó đậm nè, giờ là cái này nặng à, nhiều quá. Còn cả chục ký hơn á. Không xin nữa. Không xin nữa. Tao phóng mình xuống mương. Ô. Oh. Thăm chắc rồi phải 7-8 ký. Đã quá bà con bác ơi. Để bỏ lên xe đi mày. Bỏ lên xe đi về. Đây, rồi con bác thân mến. Dạ rồi. À, bây giờ thì mấy bác cháu của Khương Dừa sẽ về lại bên xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Dạ, Khương Dừa sẽ nghỉ ngơi ở đó rồi ngày mai Khương Dừa sẽ gặp Lộc để Khương Dừa trao đổi công việc xíu. Dạ rồi, cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều nha. Chúc quý bà con cô bác thật nhiều sức khỏe. Rồi giờ lùng bùng hai lỗ tai luôn. Hẹn gặp lại bà con cô bác trong clip ăn trai. Đây là món mà bạn Mai rất là thích. Mai rất là thích. Hôm nay Mai sẽ được một bữa ăn chay. Đúng rồi. Tuyệt vời luôn. Dạ rồi, cảm ơn bà cô chú anh chị nha. Hẹn gặp lại.